Hôm nay Lâm sẽ quay một đoạn về từ bến đò cầu số 1 là ở bên kia sông quốc lộ 80 đó quý vị, đi tới hướng cầu giải phóng, phà giải phóng chính quý vị. Ở đây là kênh Gạch Giá Hà Tiên đó quý vị, ở bên tay phải của chúng ta thì kênh Gạch Giá Hà Tiên đó, hiện giờ nếu mà quý vị có thể đi Hà Tiên thì đi đường sông hoặc là đi ngay quốc lộ 80 ở phía trên cũng được. Đường ở bên đây thì hiện giờ đã được bê tông quá cũng lâu rồi quý vị. Trước đây thì ở đây là con đường đất thôi, hiện giờ thì như quý vị đã thấy đó, đã được bê tông quá toàn bộ. Ở đây thì thường là người dân sống chủ yếu là là cầu Ba Ngò. Đây là cầu thứ hai sau qua cầu nhỏ kinh Lộc Chư đó quý vị.
Đây là phà giải phóng số 9 nè quý vị. Đây là kênh gạch giá Hà Tiên. Đi trên kia mà đi thẳng là chúng ta sẽ lên Long Xuyên của thành phố chỗ An Giang và ngã ba Lầu Tẻ đó quý vị. Còn ở bên tay trái chúng ta sẽ đi lên Tân Hiệp đó quý vị, Tân Hội, Tân Hiệp. Đây là đi dọc ở phía trong của khu thành phố gạch giá luôn quý vị, cái đường cặp đường Ngô Quyền. Lên nè quý vị. Trước đây đây là khu vực chợ Vĩnh Thanh một đầu tiên đó quý vị, mà hiện giờ đã được rồi sau đây mình sẽ vô cái chợ Vĩnh Thanh luôn nha quý vị. Bác, cái này là ngày xưa gọi là chợ Vĩnh Thanh 1 phải không? Rồi, chợ Vĩnh Thanh 1. Là ngày xưa là cái chợ là từ đâu tới đâu vậy bác hả? À vậy hả, bây giờ như là dời đi chỗ khác hay sao mà cũng thấy nó... Đâu, cái này cũng còn Vĩnh Thanh đây, đây cái còn bên... Vĩnh Thanh 2, à, ngay chỗ một chỗ Hồ Bia Mới, chỗ ông Kiệt Hồng đó hả? À, dạ. Con đi vô chợ. Dạ, con cảm ơn bác. Con có mặt chưa? Ơi, dạo này bán được không? Bán được không bà? Là do người ta đi mua. Không có người ta luôn. Không có người mà luôn. Chợ này giờ này mà vậy bây giờ là tập trung ở chợ nào hay là người ta đi siêu thị nhiều con? Đi siêu thị nhiều, người ta đi ra chợ lớn. Tại dễ quá rồi, cái người ta nghĩ ít đồ, nó không dám lấy đồ ngon về, lấy về bán ế rồi lấy ra người ta chợ cá. Không có người luôn hả con? Dạ, con cảm ơn con, để con đi quay tập. Dạ. Ủa cô, mà chợ này ngày xưa giờ là có từ khoảng năm nào vậy cô? Từ khoảng năm nào? Là cô bán hồi đó giờ ở đây là được nhiêu năm rồi cô? Cô ở đây luôn nè, mà giờ nào luôn. À, có nghĩa là hồi đó giờ là ở đây bán luôn đó hả? Ở đây luôn. Vậy là cô được 60 tuổi chưa? Đó, mấy rồi. Rồi, vậy là cô bán cũng ít nhất cũng một vàng 50 năm rồi chứ. Dạ. Ở đây cũng mấy năm rồi đấy. Dạ, chợ này mới mở có mười mấy năm mà. À, mười mấy năm thôi, dạ. Rồi. Ủa, cái này quay lại hả? Cái này con quay con gửi cho các cô bác ở nước ngoài coi. Dạ. Có làm gì đang là chảo
Dạ con quay chợ cô ơi. Chết in chợ. Trời ơi, đâu có đâu cô, chợ sao mình quay làm gì chứ. Đưa qua, đưa qua, đưa nghe chú. Ở sao vậy cô? Bán được không cô? Bán cũng lai gai á em. Dạ con cảm ơn cô. Bán không được. Dạ, trời ơi, nói quá. Nó không vui đó. Dạ. Em lấy cái cây nè không quay. Dạ. Đó. 1 kg 50 đồng đó. Ừ, 4 kg, 41. Bốn con nói vậy đó mà con lấy 4 kg á. Cô ơi, cô bán cái cây được không? Bán được. Bán lai gai. Thì gầm lớn thì bán bán được. Dạ. Con cảm ơn. Dạ. Đây là khu vực bán các loại rau củ nha quý vị. Được không chị? Dạ. Trời này đắt lắm anh ơi. Em thấy điều hiu mà. Quá trời đắt luôn bán. Không có người bán đúng không? Chị ơi, không đụng ai mình ở đây cũng bán cá lai gai bữa nào đi nghỉ nhiều, bữa nào đi gầm á, gầm á thành ra là nghỉ nhiều. Mỗi bữa ở đây cũng bán cá dài nhóc chơi, bữa nào nghỉ nhiều lắm. Bán gì cái mặt hàng gì ba cái đợt cá có tôm tép thì dễ hơn, rau củ dễ hơn, chứ còn phải kia ít hơn đó cô. Đúng tập quá bán chậm nào nói đây đi. Còn đây cá thì bán lai gai chứ không bằng mấy năm trước đó. Lên thành đi cô ơi. Lên không? Hôm nay do gầm mà đó quý vị, nên ở khu vực này ít hơn. Bán được không cô? Khu vực bán rau củ các loại cá tôm thì tương đối là ổn hơn, còn bán tầm quá thì dễ hơn đó quý vị. Đây là khu vực phía trong nè quý vị. Làm sẽ đi ở khu vực hết ở phía ngoài và đi vào phía trong nữa quý vị xem thêm. Sao bằng giá này?
đi vào phía trong. Đây là ở phía trong thì các tiệm không có còn ít, rất là còn ít tiệm lô sạp ở phía trong. Ở ngoài thì cũng rất ít. Đây là quý vị, các tiệm đã đóng cửa gần hết rồi. Ở phía trong này thì rất là thưa thớt, hầu như là các lô sạp đã đóng hết rồi. Chỉ còn một ít cô bác ở phía ngoài là còn bán thôi, còn lại ở phía trong là hầu như là đóng cửa hết. Rồi, xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.